chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us, Facebook và YouTube IBC TV Official. Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Cờ Ukraine được kéo lên tại thị trấn chiến lược ở vùng Kherson. Cảnh quay trên không cho thấy dầu đã rò rỉ trên đoạn đường ống Druzhba tại Ba Lan. PKN của Ba Lan cho biết là nguồn cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu Plock không bị gián đoạn. Tòa án Myanmar ra phán quyết đối với bà Aung San Suu Kyi về tội danh tham nhũng. Nam Hàn tăng thêm lãi suất khi đồng nội tệ bị giảm giá. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, cờ Ukraine đã được kéo lên tại thị trấn chiến lược ở vùng Kherson. Một quân nhân Ukraine trong hàng ngũ lực lượng phòng vệ lãnh thổ đã công bố một video trên Facebook hôm thứ Ba cho thấy là lá cờ của Ukraine được kéo lên trên một thị trấn được chiếm lại ở vùng Kherson. Binh sĩ Mark Trek đến từ Kyiv Riv, một thành phố công nghiệp lớn cách Arkhangelsk 31 dặm về phía bắc, cho biết là lữ đoàn 29 của lực lượng phòng vệ lãnh thổ của thành phố cùng với các lực lượng khác đã chiếm lại thị trấn tại con sông Inhulet quan trọng về mặt chiến lược. Reuters đã có thể xác minh vị trí của video từ các tòa nhà khớp với cả file và ảnh vệ tinh của khu vực. Reuters không thể xác nhận được ngày video được quay. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 10 cho biết là lực lượng Ukraine đã chiếm lại các khu định cư nhỏ Arkhangelsk ở và Merovka ở vùng Kherson. Trong các báo cáo mới nhất từ chiến trường, thì quân đội Ukraine cho biết là lực lượng của họ đã đuổi đánh quân đội Nga ra khỏi một số khu định cư ở bờ tây sông Dnipro, gần thị trấn Persila do Nga chiếm đóng ở vùng Kherson. Xung đột Moscow-Kyiv đang leo thang sau cuộc tập kích hỏa tiễn của Nga hôm thứ Hai vào hơn 10 thành phố Ukraine, khiến cho ít nhất là 19 người chết và 105 người bị thương. Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức phương Tây đã chỉ trích đòn tập kích này là điều không thể chấp nhận được. Cảnh quay trên không cho thấy dầu rò rỉ trên đoạn đường ống Druzhba của Ba Lan. Một vụ rò rỉ dầu lớn gần phần chính đường ống của Ba Lan, đường ống dẫn dầu của Nga tới Âu Châu được tìm thấy vào thứ Tư vừa qua. Đoạn phim từ máy bay không người lái cho thấy rõ mức độ rò rỉ trên cánh đồng cách nhà máy lọc dầu Plock, cơ sở lớn nhất của Ba Lan, khoảng 44 dặm về phương Tây. Nhân viên cứu hỏa và xe bồn chở dầu có mặt tại hiện trường khi Ba Lan cho biết vụ rò rỉ có thể do vụ tai nạn xảy ra. Nhà điều hành Pearl đã nói họ đã phát hiện ra vụ rò rỉ từ tối thứ Ba. Đường ống này là tuyến đường chính vận chuyển dầu tới Đức và vụ rò rỉ xuất hiện khi châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng trầm trọng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Nhà máy lọc dầu PCK của Đức tại Schwedt đã cho biết họ đang nhận dầu từ đường ống này nhưng công suất giảm. Nhà máy lọc dầu đã nói chưa rõ thời gian bao lâu thì việc phân phối giảm và họ sẽ xem xét điều chỉnh hoạt động của công ty. PKN của Ba Lan cho biết là nguồn cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu Plock không bị gián đoạn. PKN Orlen của Ba Lan cho biết hôm thứ Tư là nguồn cung cấp dầu cho nhà máy lọc dầu Plock của họ không bị gián đoạn do rò rỉ được phát hiện trong đường ống Druzhba. Hôm thứ Tư thì nhà điều hành PERN của Ba Lan cho biết là đã phát hiện ra một lỗ rò rỉ trong một đường ống trong hệ thống Druzhba vận chuyển dầu từ Nga đến châu Âu. Hôm thứ Tư thì Ba Lan cho biết là họ đã phát hiện lỗ nhỏ này đến châu Âu và cho biết là nguyên nhân có thể là do một vụ tai nạn, mặc dù là sự kiện này có thể là vẫn gây ra lo ngại về an ninh nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu. Việc phát hiện này trên tuyến đường chính chở dầu đến Đức mà nhà điều hành Pearl cho biết là họ phát hiện vào tối thứ Ba diễn ra khi châu Âu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng sau cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine đã cắt nguồn cung cấp khí đốt trong sự bế tắc tiếp tục.
PERN cho biết là trong một tuyên bố rằng họ thời điểm này nguyên nhân chính xác của vụ rò rỉ vẫn chưa được biết. Nó được phát hiện trong một đoạn đường ống cách thành phố Plock, cách miền trung Ba Lan khoảng 70 km. Đường ống dẫn đầu của Truba có nghĩa là tình hữu nghị trong tiếng Nga, là một trong những đường ống lớn nhất thế giới, cung cấp dầu của Nga cho phần lớn khu vực Trung Âu, bao gồm có Đức, Ba Lan, Belarus, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Áo. Sang đến tình hình Á Châu, Tòa án Myanmar đã phán quyết đối với bà Aung San Suu Kyi về tội danh tham nhũng. Tòa án quân sự Myanmar hôm qua đã tuyên bà Aung San Suu Kyi thêm 6 năm tù với tội danh tham nhũng. Bà Suu Kyi đã bị tuyên 3 năm tù cho mỗi trong hai vụ tham nhũng, trong đó có vụ bà bị buộc tội nhận hối lộ 550.000 Mỹ Kim từ doanh nhân là Monwick. Với những bản án mới nhất này, thì tổng án phạt tù dành cho bà tới nay lên tới 26 năm. Nguồn tin cho biết thêm bà Aung San Suu Kyi phủ nhận tất cả những cáo buộc chống lại bà, đang trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt và bà nói sẽ kháng cáo. Bà đang bị xét xử liên quan tới 5 tội danh tham nhũng khác nhau. Những nhà báo đã bị cấm tham gia những phiên tòa xét xử bà, còn những luật sư của bà bị cấm nói chuyện với truyền thông. Cũng trước đó, theo truyền thông ngày 24 tháng 9, bà đã bị kết tội gian lận bầu cử, bị thẩm phán kết án 3 năm tù đi kèm lao động khổ sai. Nguồn tin cho biết ngày 24 tháng 9, bà Aung San Suu Kyi bị buộc tội gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 2 năm trước, khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng áp đảo, gây khó khăn cho quân đội thành lập một đảng khác. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn từ năm ngoái khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà từng được giải Nobel Hòa Bình và đã bị giam từ ngày 1 tháng 2 năm ngoái. Nam Hàn đã tăng thêm lãi suất khi đồng nội tệ bị giảm giá. Ngân hàng Trung ương Nam Hàn hôm thứ Tư đã tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm và đánh dấu vào việc thắt chặt chính sách hơn khi các nhà chức trách nỗ lực tìm cách giảm lạm phát. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng đô tăng mạnh và giá nhập cảng cao hơn. Ngân hàng Trung ương Nam Hàn đã nâng lãi suất chính sách chuẩn của mình thêm 50 điểm cơ bản lên 3.00% vào hôm thứ Tư, nâng tổng sức mức tăng lãi suất kể từ tháng 8 năm ngoái lên đến 250 điểm cơ bản. Lần tăng 75 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thúc đẩy đồng đô tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ khác, buộc cho các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới phải xem xét rủi ro của áp lực lạm phát mới và dòng vốn chảy ra. BOK cho biết là họ nhận thấy rủi ro tăng đối với dự báo lạm phát tháng 8 cho năm nay ở mức 5.2%. Điều này đảm bảo là sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đồng won sụt giảm 17% làm cho hàng nhập cảng đắt hơn trong năm nay, có thể thúc đẩy làm tăng giá tiêu dùng. Thái Lan yêu cầu phải kiểm tra tâm lý và đánh giá lại các viên chức mang súng ra sao. Hay chúng ta tới với cơ sở bảo quản lạnh Arizona bảo quản các thi thể chờ hồi sinh như thế nào? Australia tưởng niệm nạn nhân trong vụ khủng bố tại Bali và 10 nhóm tín dụng đen bị phá ở Việt Nam cũng như nhiều bản tin nổi bật khác. Kính mong quý khán giả đón xem trên đài IBC.